Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thúy khai nhận đã đến một cửa hàng điện thoại tại phường Kim Mã để mua một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 34 triệu đồng. Khi thanh toán, Thúy đưa hình ảnh thông tin đã chuyển khoản thành công đến tài khoản của cửa hàng, nhưng quản lý cửa hàng kiểm tra tài khoản thì chưa nhận được tiền. Nghi ngờ là hình ảnh giả mạo nên đã báo cơ quan công an và bắt giữ Thúy. Mình muốn chuyển khoản cái số tiền bao nhiêu thì mình chụp cái tài khoản đấy và gửi cho họ. Em cũng không biết họ làm như thế nào, nhưng mà khoảng 1 phút sau gì đấy hoặc 2 phút sau gì đấy, nói chung là rất là nhanh ạ, là họ đã làm xong rồi và họ ấy đưa gửi lại cho mình. Bằng việc móc nối với một số đối tượng lừa đảo, trước đó vào đầu tháng 10, cũng với thủ đoạn tương tự, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 10 triệu đồng của một chủ quán gội đầu tại quận Thanh Xuân. Thủ đoạn của các đối tượng này vô cùng tinh vi, thời gian làm giả hình ảnh chuyển khoản chỉ mất chưa đầy 1 phút, khiến nhiều nạn nhân không hề mảy may nghi ngờ. Cái việc tạo ra cái ảnh đấy là không hề khó về mặt kỹ thuật và nó có thể làm giống 100% các cái ảnh chụp màn hình của điện thoại. Đối với người bán hàng trực tuyến thì tốt nhất là vẫn nên kiểm tra là có thông báo từ tài khoản của ngân hàng của mình về cái giao dịch đó thì hãy thực hiện các cái việc chuyển hàng. Theo các chuyên gia công nghệ, hiện có những website có thể tạo biên lai chuyển tiền giả mạo giống thật đến gần 100%. Thậm chí trên các trang mạng xã hội, dịch vụ làm biên lai chuyển khoản được quảng cáo công khai với mức giá từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng một lần. Chuyên gia cũng nhấn mạnh, người dùng chỉ nên kiểm tra giao dịch trên ứng dụng ngân hàng đang sử dụng. Khi không thấy biến động số dư, tuyệt đối không kích vào đường link hay gọi điện theo những số điện thoại do các đối tượng lạ cung cấp, vì đây có thể là những đường link giả mạo để đánh cắp thông tin tài khoản, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tiền của người dùng.